Tại bệnh viện Bãi Cháy, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 Tết, bệnh viện tiếp nhận 33 ca tai nạn giao thông, trong đó có 17 trường hợp phải nhập viện điều trị, không có ca nào tử vong. So với cùng kỳ, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tại bệnh viện đã giảm mạnh. Theo Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, trên toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại thành phố Cẩm Phả, là một người chết. So sánh với cùng kỳ năm 2022, số vụ không tăng không giảm, nhưng số người chết tăng một người. Tình trạng lái xe vi phạm về tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Những cái ngày mà ra ngoài Tết này thì là người dân thì thường là hay đi liên hoan, rồi là đi khai xuân. Chúng tôi khuyên rằng là mọi người đã ra đường thì là phải nên là lái xe an toàn, không nên uống rượu bia. Ngoài cái việc là chúng ta gây ra ảnh hưởng đến các chức năng về gan, rồi là thận, tim, thì chúng ta có thể rất dễ gây ra tình trạng gọi là đột quỵ. Cũng bên cạnh đó là nếu mà đã uống rượu bia là không lái xe, bởi vì là khi uống rượu bia vào lái xe là nó sẽ không an toàn và rất dễ là gây ra tai nạn. Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịp đầu xuân năm nay, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến được đông đảo nhân dân và du khách lựa chọn. Mật độ phương tiện giao thông sẽ tăng cao đột biến. Để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện, ứng trực, duy trì nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát, điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường dẫn và các danh lam, di tích. Tại các cái chốt ở ngã ba ngã tư đấy, nối rẽ vào các cái điểm khu du lịch, lễ hội đầu năm, thì tổ đơn vị lúc nào bố trí một tổ công tác thường trực và làm nhiệm vụ ở đây 24/24 để cho phục vụ cho các phương tiện đi lại được thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Tôi cũng kiên quyết xử lý các trường hợp đi không đúng phần đường, vượt đèn xanh đèn đỏ. Quyết tâm phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác phương án 12, quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là các vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn.